Hướng dẫn lắp đặt bàn học thông minh Chillax Smart S02. Chi tiết các bộ phận bao gồm: mặt bàn, chân bàn, vách ngăn chân bàn, tấm gỗ dài kệ sách, chân kệ sách, vách ngăn kệ sách, vách ngăn chữ L kệ sách, giá đựng sách. Các ốc vít đi kèm được đánh số thứ tự như hình: ốc số 1, ốc số 2, con tán số 3, miếng đệm nhựa số 4, miếng nối chữ L, núm ốc tròn và đai ốc. Bước 1, lắp bàn học. Đầu tiên, lắp hai chân bàn vào mặt bàn cố định bằng ốc lục giác số 1. Kế đến, lắp vách ngăn chân bàn và cố định bằng ốc lục giác số 1. Bước 2. Lắp giá đỡ kệ sách. Lắp 5 miếng chữ L và 2 chân kệ sách vào tấm gỗ dài. Cố định tất cả bằng ốc lục giác số 1. Lưu ý, ký hiệu mũi tên trên kệ lắp hướng về phía mặt bàn. Tiếp tục lắp tấm sắt vào chân kệ sách và siết chặt bằng con tán số 3. Lắp giá đỡ kệ sách vào khung bàn và cố định bằng ốc số 2. Bước 3. Lắp vách kệ sách. Đầu tiên, kết nối hai vách từ tính chữ L màu xám vào phần vách từ tính màu trắng. Sau đó cố định bằng ốc núm tròn màu xám và đai ốc tròn. Tiếp theo, dán 4 đế cao su màu trắng vào phía sau để tăng tính thẩm mỹ và tránh làm chảy xước tường khi đặt bàn sát tường. Kết nối vách kệ sách vào phần giá đỡ thông qua 5 miếng chữ L đã lắp trước đó và cố định bằng ốc số 1.
Cuối cùng, lắp các phụ kiện. Hoàn thành lắp đặt. Hướng dẫn sử dụng. Hạ và tăng chiều cao bàn linh hoạt. Điều chỉnh độ nghiêng mặt bàn theo nhu cầu học tập. Hộp tủ rộng rãi đựng nhiều đồ. Di chuyển bàn dễ dàng. Chúc bé yêu có một hành trình học tập thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng cùng bàn học thông minh Chillax Smart S02. Chillax dành trọn tình thương cho bé.